Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Tiêu đề video của mình có thể nó sẽ hơi giật tít một tí, tuy nhiên thì đây mình sẽ chỉ trích lời của một anh trai nọ ở diễn đàn Tây nọ. Đấy, thôi mình không muốn nhắc cụ thể ra đây. Thì anh ấy có chia sẻ đấy là jack cắm tai nghe 3.5mm đang dần lỗi thời và nó cần được loại bỏ trên chiếc smartphone. Và đúng là cái xu hướng đấy nó đã gặp phải trên rất nhiều chiếc điện thoại cao cấp ở tính đến thời điểm tại, mà đâu phải nói đến cao cấp đâu, kể cả những sản phẩm tầm trung, chỉ tầm trung cao một tí cũng đã bỏ đi hết rồi. Kiểu dạng mấy sản phẩm Xiaomi tầm trung như dòng Mi A2 năm vừa rồi cũng bỏ hết, hay là những chiếc điện thoại dòng cao cấp hơn, đắt tiền hơn, kiểu như dòng Mate to Huawei, rồi Apple iPhone, rồi Xiaomi, rồi là Vivo, rồi là Oppo, nói chung là bỏ hết rồi, ngoại trừ hai cái tên đó là Samsung Galaxy S10, S10 cộng, và mới gần đây nhất chính là chiếc LG G8 ThinQ. Tuy nhiên thì mình không có cơ hội được trên tay cái chiếc LG G8 kia nên mình sẽ bỏ qua. Mình sẽ chỉ lấy cái chiếc Galaxy S10 cộng này để mà nói về cái vấn đề jack cắm tai nghe 3.5mm có thực sự cần thiết trên smartphone hay là không, và liệu Samsung có đang đi ngược với xu hướng hay là không. Bắt đầu nhá. Rồi, thì đầu tiên chúng ta cứ phải đồng ý với nhau một điều: có thêm một cái lỗ là jack cắm tai nghe 3.5mm, kiểu gì nó vẫn cứ sướng hơn so với việc là các bạn không có cái lỗ đó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như các bạn muốn cắm một cái tai nghe vào để mà nghe, đồng ý tai nghe Bluetooth bây giờ phát triển cực kỳ nhanh với rất nhiều mẫu mã thể loại, rất nhiều mức giá khác nhau, và trải nghiệm nghe của nó thì cũng ok, rất ngon. Thế nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có cho mình tai nghe Bluetooth. Thế nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có tiền để mua tai nghe Bluetooth. Hay nói chung là mua mấy cái điện thoại này thì tiền mua tai nghe Bluetooth nó đơn giản. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng muốn nghe tai nghe Bluetooth với một chất lượng nó không cao được giống như là tai nghe có dây. Và đơn giản hơn, đến lúc mà hết pin rồi thì lấy cái gì để mà nghe tai nghe Bluetooth. Đó, đúng không? Thế nên có lỗ vẫn sẽ hơn là không có lỗ. Và cắm trực tiếp vào cái lỗ vẫn cứ sướng hơn là phải cắm vào cái lỗ thông qua một cái adapter mà lại phải cắm vào một cái lỗ khác. Đó, nên rõ ràng với nhau luôn, có cái lỗ vẫn sướng hơn nha, tức là có jack cắm tai nghe 3.5mm dùng vẫn sướng hơn. Có nhiều ý kiến cho rằng còn jack cắm tai nghe 3.5mm thì cái thiết kế mainboard ở bên trong nó phải phức tạp hơn, nó phải dày hơn, nó phải thế này thế kia, và như thế nó sẽ chiếm mất đi không gian của những linh kiện khác như là loa stereo, như là mic thu âm, như là cái gì nữa ta? À, như là không gian chứa pin, thế nên thời lượng pin và dung lượng pin nó không cao. Rồi bây giờ mình lấy một cái ví dụ đơn giản. Đó, Xiaomi Mi 9 và Samsung Galaxy S10 cộng, một cái bỏ jack cắm tai nghe 3.5mm, pin chỉ là 3.300mAh hay là 3.400 gì đó, vừa ấm trên tay mà mình đã quên mất rồi. Hình như từ khi lấy vợ kiểu trí nhớ nó giảm đi sao. Và bây giờ với chiếc Samsung Galaxy S10 cộng này, pin 4.100mAh. Cái nào? Cái nào to hơn? Đó, tự trả lời cho câu hỏi này dành cho các bạn nhé. Hay nhìn sang chiếc iPhone 10S Max và chiếc Samsung Galaxy S10 cộng này, một cái pin chỉ là 3.174mAh, một cái là pin là 4.100mAh, chênh lệch nhau tới 1.000mAh. Thì đừng các bạn nào mà lấy cái ý kiến là bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5mm thì nó mới có không gian để mà có thời lượng pin, có dung lượng pin nó lớn hơn. Cái này nó chỉ có đúng với duy nhất một sản phẩm, đấy là con Mate 20 Pro, máy rất mỏng, rất nhẹ, bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5mm thì pin nó là 4.200mAh. Thì cũng phụ thuộc vào từng sản phẩm thôi, chứ không thể nào lấy cái lý do đấy là bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5mm thì chúng ta có thêm không gian để mà chứa pin, biết các thứ này nọ. Trong khi đó đây, với cái điện thoại này chúng ta còn có rất nhiều công nghệ khác nữa, ví dụ còn có cả kháng nước này, vẫn có loa stereo này, vẫn giữ lại jack cắm tai nghe 3.5mm, thì nó là một cái đặc tính mình đánh giá là nó quá tốt rồi, chứ không phải là như nhiều người nói đấy là phải bỏ để chúng ta có những cái khác tốt hơn. Và sẵn nhắc đến cái vấn đề tốt, thì bản thân mình đang đánh giá thì Galaxy S10 cộng đang là một trong những chiếc điện thoại Android tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Thế nên nếu như các bạn có nhu cầu đặt trước và mua hàng thì có thể tham khảo tại Hòa Mobile nhé. Link ở phía bên dưới phần mô tả video và mình sẽ ghim comment để các bạn có thể tham khảo trực tiếp hơn. Quà thì rất là nhiều nên anh em nhanh tay lên. Đến vấn đề tiếp theo, tai nghe có dây bây giờ quá vướng víu và nên khuyến khích để sử dụng tai nghe không dây, tức là tai nghe Bluetooth. Thì điều này mình đồng ý với những cái nhu cầu nghe nhạc thông thường, phần lớn là kiểu dạng nghe nhẹ nhàng, vui vẻ, nghe giải trí mà thôi. Thế nhưng nếu như ai muốn có cho mình một cái trải nghiệm nghe nhạc, một cái trải nghiệm âm thanh nó cao cấp hơn,
thì mình có thể khẳng định với các bạn một điều, đấy là cái thời của tai nghe không dây, tai nghe Bluetooth khi so sánh với chất lượng với cái thời của tai nghe có dây trong cùng một mức giá thì nó vẫn còn cách nhau quá xa. Các bạn có thể bỏ ra cho mình đâu đó vào tầm khoảng 1,5 triệu mua một cái tai nghe Bluetooth, các bạn sẽ chỉ nhận được những sản phẩm với cái chất lượng âm thanh chỉ mức trung bình khá, nếu không muốn nói là đôi khi còn có một vài giải âm tệ. Nhưng nếu các bạn bỏ ra cho mình 1,5 triệu để mua một cái tai nghe có dây in-ear, mình có thể khẳng định với các bạn chỉ cần một cái tai nghe 500.000 thôi là xét về chất âm nó đã vả chết cái tai nghe với tầm giá của 1,5 triệu mà có Bluetooth cái kiểu dạng không dây như thế kia. Tại vì các bạn hiểu đơn giản luôn, chất lượng của tai nghe có dây và chất lượng của tai nghe không dây nó vẫn còn cách nhau quá xa. Thế nên chắc chắn nếu ai mà muốn trải nghiệm cho mình với một chất lượng âm thanh tốt nhất vẫn dùng tai nghe có dây, và lúc này cắm qua giắc cắm 3,5mm trên cái điện thoại thì tức là cái điện thoại đó sẽ giải mã âm thanh trực tiếp, sau đó truyền ra cái tín hiệu analog đến tai nghe để các bạn sẵn nghe, thì giải mã âm thanh nó sẽ tốt hơn nhiều so với cái việc đấy là chúng ta sử dụng qua những cái cáp chuyển ấy, thì có thể là cái DAC nằm trên cái adapter chuyển. Thì chắc chắn các bạn hiểu đơn giản, DAC nằm trong một cái cáp bé tí, làm sao có chuyện ngon bằng cái DAC ở bên trong cái này, đúng không? Trừ khi các bạn sử dụng những cái DAC rời, những cái món phụ kiện lại thêm vài củ nữa thì hóa nó lại bằng nhau. Như thế nó lại là một cái trường phái khác rồi. Nên là chắc chắn có giắc cắm tai nghe 3,5mm cũng là ngon hơn. Và cái trường hợp cuối cùng này cũng là cái trường hợp mà rất nhiều anh em game thủ hay chửi mấy cái thằng cha flagship, đặc biệt chửi mấy máy đến từ nhà Apple iPhone. Đây là vừa cắm sạc, vừa đeo tai nghe, vừa chơi game. Đó, không có giắc cắm tai nghe 3,5mm lại mua thêm adapter ngoài. Ngon mua đê. Đúng không? Rõ ràng là như thế luôn. Vậy nên chốt lại, thực sự mình không đánh giá là Samsung hay LG đi ngược lại với xu hướng của năm 2019 trên những chiếc flagship, mà họ vẫn quyết tâm giữ lại những thứ để phục vụ cho nhu cầu của người dùng mà thôi. Và đó chính là giắc cắm tai nghe 3,5mm. Mình vẫn là một fan của cái giắc cắm này, tại vì khi quay video cắm mic vào nó dễ lắm các bạn ạ. Nó thích cực kỳ luôn. Và các bạn thì sao? Các bạn có thích giắc cắm tai nghe 3,5mm trên những chiếc smartphone hay là không? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nha. Và đừng quên là ngay từ lúc này các bạn vẫn có thể đặt trước bộ đôi siêu phẩm Galaxy S10 S10 cộng với mức giá cực kỳ tốt tại Hòa Mobile. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video và ghim comment để các bạn tiện theo dõi hơn nha. Bye.